hơn 1 tỷ người có nguy cơ mất thính giác do thiết bị cá nhân. Các nhà nghiên cứu tại VMG Global Health cảnh báo rằng hơn 1 tỷ thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi có thể có nguy cơ bị mất thính giác. Nguyên nhân chính là do họ thường xuyên sử dụng tai nghe nhét tai hoặc tham dự các sự kiện ca nhạc với âm lượng cực lớn trong thời gian dài. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, ước tính rằng hơn 430 triệu người trên toàn thế giới bị mất thính lực ở các mức độ khác nhau. Cơ quan này cũng cảnh báo nếu chính phủ các nước không ưu tiên phòng ngừa mất thính lực cho người dân, thì tỷ lệ mắc bệnh có thể tăng gấp đôi trong tương lai. Theo các nhà nghiên cứu, các trường hợp tiếp xúc với tiếng ồn không an toàn, lặp đi lặp lại, có thể gây ra tổn thương sinh lý cho hệ thống thính giác, biểu hiện dưới dạng ù tai thoáng qua hoặc vĩnh viễn. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy việc mất thính lực cũng có thể gây ra các thiệt hại kinh tế đáng kể. WHO ước tính những thiệt hại đó ở mức khoảng 1.000 tỷ USD hàng năm. Mặc dù mức độ tiếp xúc với tiếng ồn cho phép đối với người lớn là 80 decibel và 75 decibel đối với trẻ em, nhưng nghiên cứu cho thấy người trẻ thường thiết lập âm lượng lên đến 105 decibel. Trong khi đó, mức độ tiếng ồn ở các địa điểm và câu lạc bộ âm nhạc có thể lên tới 112 decibel. Để hiểu rõ hơn về thói quen nghe nhạc của những người trẻ tuổi, các nhà nghiên cứu đã đào sâu vào cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ 33 nghiên cứu toàn cầu với hơn 19.000 người tham gia, thuộc độ tuổi từ 12 đến 34 tuổi. Các nhà nghiên cứu viết, những phát hiện này nêu bật nhu cầu cấp thiết phải thực hiện chính sách tập trung vào thói quen nghe an toàn trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy phòng ngừa mất thính giác.